Wow, Thành Võ Thanh TV xin kính chào cô chú anh chị nha. Hiện tại thì tại mộ nghệ sĩ Vũ Linh. Wow, thì bữa nay là một bức tượng rất là hoành tráng luôn, được dựng lên phía sau ngôi mộ của cậu Năm nghệ sĩ Vũ Linh nha cả nhà. Sen đá. Qua này đâu phải qua sen đúng không? Sen bằng đá. Qua gì á? Sen bằng đá. Cái này qua gì không biết nữa. Cái màu giống cái màu cẩm thạch á. Thấy hơi lung lơ anh ơi. Không, gió ấy không tiếng. Dạ. Hả? Thì có vị khán giả mang hoa sen vô để cúng cậu Năm cả nhà. Thì quá tuyệt vời, thôi một bức tượng hoành tráng luôn cả nhà. Bây giờ để kim ngọc đi sắp xếp cái này. Cái này gió cái là thổi là ngã luôn chị. Xe 16 chỗ lên luôn. Cha sư thầy sư cô là cũng là đến. Thì bữa nay cũng là ngày đại lễ Vu Lan cả nhà. À, các sư thầy cũng vô chuẩn bị để làm lễ tại Hoa Viên cả nhà. Thì các sư thầy rất là vui mừng chụp hình tại mộ nghệ sĩ Vũ Linh cả nhà. Thì bức tượng đã được dựng lên, thì mọi người ai cũng muốn chụp hình lưu niệm hết cho cả nhà. Bữa nay thì cũng một ngày đại lễ Vu Lan nha cả nhà. Phía bên ngoài thì có một chiếc gạp, có sân khấu luôn cả nhà. Thì bữa nay Hồng Loan, nghệ sĩ Vu Lân, các nghệ sĩ khác cũng có lên đây để hát phục vụ cho bà con nha cả nhà. Và hôm nay vào ngày lễ. Ê, rớt một cái bông rồi. Bông sen này rất lạ luôn nè. Mình chỉ thấy đầu không biết nó cứng hay mềm cả nhà ơi. Nó rất là mềm. Đẹp chưa? Mà em cảm ơn tới chị Hồng Ngọc nha. Đây là Hà Lan không có chị Hồng Ngọc. Đẹp quá cô chú ơi. Anh chị bếp tạm dừng cái em nha con cháu, lát em nha. Bùi Hải thì xong quay và đốt nhang rồi Bùi Hải. Dạ. Bùi Hải lúc này rất là tinh cậu nha cả nhà.
vô chưa quay phim nữa thì đốt nhang cho cậu năm trước nè. Để mình sẽ ra phía bên ngoài nha. Phía bên ngoài là đây là một chiếc gạp nha, đã dựng lên. Bàn ghế rất là tương tác luôn nha. Cả nhà thấy không? Bàn ghế tương tác hết rồi. Và đây là sân khấu. Sân khấu sẽ bữa nay ca sĩ Hồng Loan sẽ biểu diễn tại đây để cho phục vụ cho cô chú anh chị xem nha. Quá tuyệt vời sân khấu luôn cả nhà. Bây giờ mình sẽ trở lại tại mộ cậu Năm, nghệ sĩ Du Linh cả nhà. Thế nào cũng thấy mặt các con lên lưu tích ha. Dạ. Cô từ An Giang đến mà. Cô từ An Giang hả? Ở Châu Đốc xuống đây, dẫn đoàn đến đây, cô là trưởng đoàn. Vậy sao? Ừ. Dạ, cảm ơn cô nha. Mình trưởng đoàn đây luôn hả cô? Trưởng đoàn của dẫn nguyên đoàn Tăng Ni á. Dạ. Đi đến đây viếng mộ của Vũ Linh. Dạ. Và đi dự lễ Vu Lan. Thì lát nữa mình có đọc kinh không cô? Để coi bên tổ chức sắp xếp cho mình đi lên chùa để làm lễ ra sao. Dạ. Rất là cô ở rất xa luôn, căn nhà ở An Giang. An Giang nghĩa là cô ở tới núi Sam, Châu Đốc. Dạ. Quá xa luôn, đây đó là chắc gần 400 cây số. Chắc có lẽ vậy. Dạ. Quá tuyệt vời cả nhà ơi. Thì bữa nay cô là đại diện một đoàn sư ni phải không? Sư ni, tăng dạ. Ni luôn mà. Tăng ni sư ni. Cô dạ. Là sư ni. Cô Diệu Liên. Cô Diệu Liên hả? Ừ, cô Diệu Liên. Ủa nghe quen ta. Quen không? Cô là Diệu Liên, đệ tử của chùa Tây An ở núi Sam. Dạ. Yeah. Dạ. Quá quý luôn cả nhà ơi. Đến cô Diệu Liên. Cô dẫn hướng dẫn đoàn tăng ni đến đây. Dạ. Là để tham quan về viếng mộ của Vũ Linh. Dạ. Dạ. Và dự lễ. Thôi đi. Nha. Sao? Chào rồi, con dạ, chúc các cô luôn luôn mạnh khỏe nha. Rồi, cảm ơn con dạ. Đây, chị Hào, ông đó đang đi vậy. Đây là ở An Giang không có nhà. Dạ, chào. Dạ. Mà có ai không, quý vị vô đi để mà đi nha. Dạ. Còn cô nào, thầy nào nữa không, đi lẹ. Còn ai không, có chót lại ha. Dạ. Trước tiên thì có một đoàn Phật tử ở An Giang nha cả nhà, gần núi Sam, thì đến để cũng viếng mộ cậu Năm trước tiên. Đây là mình sẽ quay gần tí cho cả nhà xem nha. Đây là bức tượng cao nông cả nhà. Ở xa thì quá gần luôn. Đi bây giờ mình quay gần cho cả nhà xem nha. Wow. Nghe nói bức tượng sáp cả nhà. Mềm mềm cả nhà ơi. Bức tượng hơi mềm mềm. Dáng này thì không biết được bao lâu cả nhà ơi. Sợ lâu ngày nó cũ quá cả nhà. Thì hiện tại thì rất là đẹp nha. Là ông Hoàng Cái Lương à. Đó. Vào sáng sớm thì có cúng cả nhà ơi.
À, sáng sớm cúng gì đây? À, cơm chay. Cơm chay sáng sớm cúng cậu luôn cả nhà. Đây là cái chay rất là sớm.